Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Phương Anh và mình vừa học xong lớp 11 ở trường Ismic American Academy và sắp tháng 7 năm nay mình sẽ sang Úc để học Foundation ở môi trường Taylor's College, Sydney. Em chọn thành phố Sydney bởi vì Sydney là một thành phố đa văn hóa và cũng như là một thành phố rất nhộn nhịp. Lý do tại sao em chọn ngành học là Commerce là bởi vì ngành học đó sẽ giúp em có nhiều cơ hội sau khi em tốt nghiệp. Mình nhận được một lúc hai suất học bổng 20% của trường Đại học Sydney và 20% của trường Taylor's College, và mình cũng như gia đình cảm thấy rất là vui cũng như tự hào vì mình đã đạt được hai suất học bổng cùng lúc này. Em đã trải qua 2 năm để em cài bảng điểm và cũng như là TIELTS để em đi du học, và em đã có sự hỗ trợ của hai anh chị là anh Hải và chị Đào giúp em nộp xin học bổng và xin vào trường cũng như là xin visa để đi du học. Thì hai anh chị làm việc rất là nhanh chóng và suôn sẻ. Về mặt tâm lý thì em cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều bởi vì em là một người rất là tự tin và cũng như là hòa đồng với mọi người. Còn về mặt giấy tờ thì em có sự hỗ trợ của anh Hải và chị Đào ở IDP. Thì em rất là bất ngờ khi mà mọi người ở IDP làm việc rất là nhanh và hiệu quả, cũng như là mọi người rất là nhiệt tình và thân thiện. Em sẽ nỗ lực học tập cũng như là join những cái hoạt động ngoại khóa của trường để có cơ hội đi trao đổi sinh viên ở những trường hàng đầu thế giới. Mình cứ cố gắng hết sức và đừng sợ thất bại. Nếu mà thất bại ở đâu thì mình đứng lên ở đó.